Rất vui chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy tiếp tục sale toàn bộ các sản phẩm áo polo đồng giá là 99k để tới quý chị. Và các bác mua từ 2 sản phẩm trở lên còn được free ship trên toàn quốc. Quý chị ở bán nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Tập vào sản phẩm đầu tiên là dành Lucy giới thiệu đến quý chị là một thiết kế áo polo với tông màu đen. Em này thì là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Chiếc này còn được gia công và sản xuất ngay tại Việt Nam này. Và mã sản phẩm sẽ là A366, chiều dài là 72 và sau là 74, ngang là 55 và vai là 49. Size của sản phẩm là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 70 đến 75kg thì các bác có thể là lựa chọn cho mình hôm nay. Một sản phẩm áo polo tông màu đen, nó là một con áo cực kỳ là basic cơ bản để quý chị có thể là chúng ta mặc hàng ngày. Các bác có thể là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi, đi làm đều rất là ok. Và về mặt chất liệu thì sản phẩm này của mình 100% là chất vải cốt tông, dày dặn và độ thấm hút mồ hôi sẽ rất là tốt này. Mã sản phẩm sẽ là A366. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì nó là một con áo chất thể thao. Sản phẩm của mình sẽ là tông màu xanh nước biển. Mã sản phẩm là A367, chiều dài là 69, ngang là 58 và vai là 48. Chiếc này cũng là size XL luôn. Quý chị chúng ta xung quanh 70 đến 75kg có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Sản phẩm này thì độ mới rất là cao này, nên là bác nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm áo mà tông sáng mỏng một chút thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình. Cái chất thể thao của chiếc này nó sẽ là chất vải không nhăn. Quý chị chúng ta giặt rũ máy giặt thoải mái này, không lo chất liệu bị bài bị nhão. Mã sản phẩm sẽ là A367. Và tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu trắng. Sản phẩm này của mình sẽ đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport. Chiếc này thì tay áo nó sẽ là thiết kế tay lỡ. Mã sản phẩm là A368, chiều dài là 73, ngang là 57 và vai là 47. Cũng là một con áo size XL cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và cái phần cổ áo của chiếc này nó sẽ là thiết kế có khóa kéo, cực kỳ trơn tru mượt mà luôn, nên là các bác cứ yên tâm, rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Và ngực áo thì cũng có cho quý chị là một cái túi vuông nhỏ, bên trên túi sẽ là thêu tên và logo của thương hiệu Dunlop. Mã sản phẩm của mình là A368. Chất liệu của chiếc này nó cũng rất là đẹp luôn, chất vải dày dặn này, là yên tâm là cái chất liệu này nó rất là bền để cho quý chị chúng ta sử dụng. Em này thì sẽ là một con áo form suông rộng rãi thoải mái. Cái tông màu trắng này thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã A368. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì sẽ là một con áo của nhà Lê Cáp. Và cái sản phẩm này của mình sẽ là tông màu ghi. Mã sản phẩm là A369, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 48. Size của chiếc này là size L, dành cho các bác có cân nặng khoảng từ 65 đến 70kg thì có thể là chốt đơn này. Cái chất liệu của chiếc này là cái chất vải rất là mát. Và cái thứ hai nữa là cái độ thấm hút mồ hôi của em nó cũng rất là tốt luôn. Các bác sử dụng em này mặc hàng ngày, mặc đi ra ngoài, đi chơi, đi làm đều rất là ok. Thiết kế tối giản mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Em này thì cũng là một con áo còn rất là mới này. Mã sản phẩm là A369. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo thể thao. Sản phẩm này của mình thì sẽ có tông màu xanh than và nó sẽ có những cái đường viền từ vai áo xuống tay áo này. Mã sản phẩm sẽ là A370, chiều dài là 68 và ngang là 56. Size của chiếc này cũng là size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 70 đến 75kg các bác có thể là mặc với em này. Chiếc này thì là phong cách thể thao rất là trẻ trung năng động này. Và cái tông màu xanh than này thì cũng cực kỳ dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Và hơn thế nữa thì cái sản phẩm của mình độ mới rất là cao, nên là hy vọng quý chị chúng ta cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này. Em này là một con áo chính hãng của thương hiệu Head. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã A370. Và mọi thông số của sản phẩm thì nhà sành Lucy sẽ ghi lại một lần nữa ở phía bên tay trái màn hình. Quý chị có thể là chủ động chúng ta theo dõi để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh. Chiếc này thì sẽ có mã là A371, chiều dài là 73, ngang là 51 và vai là 46. Size của chiếc này là size L. Quý chị từ 65 đến 70kg là có thể lựa cho em này. Sản phẩm này của mình thì sẽ là chất vải co giãn 4 chiều này. Các bác cứ yên tâm là mặc chiếc này rất là thích luôn. Nó là một con áo chất vải không quá dày dặn, nhưng mà nó có cái độ dày vừa phải để các bác chúng ta mặc lên vẫn đảm bảo là có cái form dáng đẹp. Và thứ hai nữa, cái chất nó mát và rất là mềm mịn này, thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt luôn. Mã sản phẩm là A371 và em này độ mới thì cũng còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo
của thương hiệu Kangol. Đây cũng là một cái thương hiệu thời trang rất là lớn luôn. Chiếc này thì nó sẽ là cái tông màu ghi và sẽ là họa tiết kẻ sọc này, để các bác chúng ta có thể là coi cận chất, cận màu của sản phẩm. Ngực áo thì cũng có một cái túi vuông nhỏ cho các bác chúng ta sử dụng. Bên trên túi thì sẽ là tên và logo của thương hiệu Kangol. Mã sản phẩm của mình là A372, chiều dài là 66, ngang là 53 và vai là 50. Chiếc này thì sẽ là size M, các bác xung quanh khoảng 60 đến 65kg có thể là chốt đơn cho ngày hôm nay. Chất vải cực kỳ dày dặn, các bác cứ yên tâm, đây là một con áo có độ bền sẽ rất là cao. Tiếp theo này, mình đến với một sản phẩm áo tông màu vàng. Sản phẩm này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này có mã là A373, chiều dài là 61, ngang là 47 và vai là 43. Chiếc này cũng là size M luôn. Quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 đến 65kg có thể là lựa chọn em này. Cái chất vải của em này nó sẽ là cái chất liệu rất là mềm mịn mỏng nhẹ này. Nói chung là cái chất liệu như nào nhà sành đồ si mô tả đúng như vậy cho các bác chúng ta dễ lựa chọn. Và tùy nhu cầu sử dụng của quý anh chị thôi. Các bác nào muốn mặc nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó mát mẻ thì có thể là lựa những cái dòng chất liệu nó không cần phải quá dày dặn đâu. Nhưng mà các bác cứ yên tâm là cái chất vải này nó cũng rất là bền cho mình. Đó, và mã sản phẩm của mình là mã A373 này, độ mới cũng rất là cao. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể chốt đơn với nhà sành đồ si mã là A373. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo polo với thiết kế là tông màu trắng. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo chính hãng của thương hiệu Nike. Và quý chị chúng ta cũng đã biết đến cái thương hiệu này rồi. Đây là một cái thương hiệu thời trang thể thao lớn thứ nhất trên thế giới luôn. Em này thì sẽ có mã là A374, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 52 và vai là 41. Và size của chiếc này là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 70 đến 75kg các bác có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Về mặt form dáng thì đây là một con áo form suông rộng rãi thoải mái này, độ mới rất là cao. Và chất liệu của mình thì 100% là chất vải cốt tông. Em này chất cực kỳ dày dặn luôn. Và bác nào chúng ta muốn mặc những con áo chất dày dặn một chút thì có thể là tham khảo cho mình chiếc này. Cái tông màu trắng thì nó cũng là cái tông màu quá là cơ bản rồi, ai cũng có thể sử dụng được. Và cái tông màu này mặc nó còn rất là trẻ trung. Đó, mã sản phẩm của mình là A374. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này thì sẽ là một con áo polo với thiết kế là tông màu đen. Em này hàng cũng rất là đẹp luôn. Các bác có thể là coi cận chất cận màu sản phẩm. Mã sản phẩm là A375, chiều dài là 72, ngang là 56 và vai là 46. Size của sản phẩm sẽ là size XL. Quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg thì có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Phần cổ áo cũng là thiết kế cổ có khóa kéo này. Dòng khóa sử dụng cũng đã là cái dòng khóa IKK rồi. Đây là cái dòng khóa đồng kim loại có độ bền rất là cao. Và đặc biệt em này có là một cái sản phẩm áo polo rất là mới. Nên là bác nào mà chúng ta yêu thích tông màu đen này, hoặc là mình thích những con áo thiết kế tối giản, thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý chị. Chiếc này thì chất liệu cũng rất là đẹp, nhà dành đủ xin bao chất cho quý chị luôn. Mã sản phẩm là A375. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này nó là một con áo của thương hiệu Uniqlo, tông màu xanh, y như cái tông màu xanh mà các bác chúng ta đang theo dõi ở trên livestream này. Mã sản phẩm sẽ là A376, chiều dài là 74, ngang là 54 và vai là 46. Size của chiếc này là size XL. Quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg có thể là lựa chọn cho mình hôm nay. Chiếc này thì thiết kế suông trơn đơn giản thôi, nhưng mà được cái là màu sắc rất là tươi sáng trẻ trung. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo của nhà Golden Bear. Sản phẩm này của mình là tông màu xanh nước biển, nó là cái tông màu xanh nhạt, họa tiết kẻ caro. Và mã sản phẩm thì sẽ là A377, chiều dài là 60, ngang là 45 và vai là 45. Size áo sẽ là size S dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 55 đến 60kg các bác có thể mặc vừa. Em này thì rất là trẻ trung. Đó, những cái thiết kế áo kẻ caro thì nó cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản rồi. Đặc biệt đây lại là một con áo chính hãng của thương hiệu Golden Bear, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất lượng sản phẩm. Bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này, nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ si mã A377. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là cái tông màu vàng nhạt. Mã sản phẩm là A378 này, chiều dài là 60, ngang là 50 và vai là 46. Size của chiếc này là size SO. Các bác chúng ta từ 55 đến 60kg có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Cái chất liệu của em này cũng rất là đẹp luôn. Các bác cứ yên tâm, cái chất vải này mặc nó rất là mát. Và thứ hai nữa là cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Em này thì độ mới cũng còn rất là cao này. Ngực áo thì cũng có một cái túi vuông nhỏ cho quý chị chúng ta sử dụng. Và mã sản phẩm của mình là A378. Mình cùng đến với sản phẩm
phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo polo tông màu xanh than. Sản phẩm này thì sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Top Ten. Chiếc này về mặt form dáng thì sẽ là một con áo form suông rộng rãi thoải mái này. Mã sản phẩm là A379, chiều dài là 77, ngang là 55 và vai là 46. Size của sản phẩm là size XL, dành cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng từ 70 đến 75kg. Mình có thể là chốt đêm nay. Độ mới của chiếc này rất là cao luôn, chất vải cốt tông dày dặn, nên là bác nào mà chúng ta ưng ý và cũng như vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm rồi thì cũng nhanh tay là chốt đơn với nha Sành Đồ Jean. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh than. Chiếc này thì cổ áo và tay áo thì sẽ là có thiết kế viền. Mã sản phẩm sẽ là A380, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 42. Em này thì sẽ là size M. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể là lựa chọn em này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo chính hãng của thương hiệu Adidas này. Em này thì sẽ là cái tông màu xanh dương, và chất liệu của chiếc này nó sẽ là cái chất thể thao, chất thun rất là mát và mềm mịn luôn. Với sản phẩm này các bác giặt rũ thoải mái này, không bao giờ lo chất liệu bị bay bị nhão hay là sợ cái bề mặt vải này nó bị xù đâu. Mã sản phẩm sẽ là A381, chiều dài là 71 và sau là 75, ngang là 52 và vai sẽ là 45. Và size của chiếc này là size L. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc áo size L hoặc là mình có cân nặng khoảng từ 65 đến 70kg, các bác có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo của thương hiệu Polo Club. Sản phẩm của mình áo là tông màu cam. Bác nào mà chúng ta thích những cái tông màu nóng, những cái tông màu nổi bật một chút thì chắc hẳn sẽ rất là thích chiếc này luôn. Độ mới của chiếc này thì cũng rất là cao này, form suông rộng rãi, và mã sản phẩm là A382, chiều dài là 74, ngang là 52 và vai là 47. Chiếc này của mình có size là size L. Quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn cho mình hôm nay. Với sản phẩm này thì các bác có thể là mặc hàng ngày này, mặc đi chơi đi làm. Em này rất là trẻ và cũng rất là lịch sự. Tiếp theo này, chúng ta đến với một con áo chất thể thao. Đây là một thiết kế áo chính hãng của thương hiệu Champion. Chúng ta có tem mác sẽ gắn ở bên trên cổ áo này, ngực áo thì sẽ là một cái logo của thương hiệu. Mã sản phẩm là A383, chiều dài là 71 và ngang là 52. Size của chiếc này là size L, quý chị chúng ta khoảng từ 65 đến 70kg có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Chất của chiếc này rất là đẹp luôn, quý chị cứ yên tâm là mình nhận hàng về, mình sẽ rất là ưng ý cái sản phẩm này. Và với cái thiết kế tông màu đen này thì rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này thì ngoài mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm thì quý chị còn có thể sử dụng mình bằng đi tập luyện thể dục thể thao luôn. Vì cái chất vải của em này rất là mát, và thứ hai nữa là cái độ thấm hút mồ hôi của nó rất là tốt. Mã sản phẩm là A383. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là một con áo có cái form dáng rất là đẹp. Chiếc này thì các bác mặc đi làm cực kỳ ok luôn. Một con áo thiết kế rất là trẻ, và thứ hai nữa là nó cũng rất là lịch sự nhã nhặn. Cái phần form dưới cái phần lai áo này nó sẽ là có thiết kế bo chun, nên là khi mà quý chị chúng ta mặc lên nó sẽ rất là gọn gàng. Đó, và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu xanh bơ. Các bác chúng ta coi trên lai như nào thì bên ngoài sản phẩm của mình nó màu sắc nó cũng tương tự như vậy luôn. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Choi Pro này, và mã sản phẩm là A384, chiều dài là 68, ngang là 56 và vai là 52. Chiếc này thì sẽ là size XL. Các bác chúng ta khoảng xung quanh 70kg là các bác mặc em này cực kỳ đẹp luôn. Đó, và mình có thể là coi qua một chút cái thiết kế mặt trước mặt sau của sản phẩm. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì nó là một con áo tông màu vàng, nó màu sắc rất là nổi bật. Mã sản phẩm là A385, chiều dài là 63, ngang là 48 và vai là 41. Chiếc này thì là size SO. Các bác chúng ta có cân nặng khoảng từ 55 đến 60kg thì có thể là lựa chọn cho bé em này. Sản phẩm này của mình thì độ mới cực kỳ cao này, chất liệu thì cũng là chất vải cốt tông luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này của mình thì sẽ là một con áo tông màu nâu họa tiết kẻ ngang. Đây cũng là một sản phẩm áo chính hãng đến từ nhà Anopam, với logo là một hình cái ô này rất là đặc trưng. Mã sản phẩm là A386, chiều dài là 62, ngang là 43,5 và vai thì sẽ là 39. Size áo của mình sẽ là size S. Quý chị chúng ta khoảng từ 55 đến 60kg thì các bác có thể là lựa chọn cho mình hôm nay. Chiếc này thì cũng là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, chất vải thì cực kỳ thông thoáng luôn, chất liệu này cũng thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã sản phẩm sẽ là A386. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo tông màu vàng nhạt. Sản phẩm này của mình cũng là một con áo chính hãng của nhà Golden Bear. Chiếc này thì cổ áo sẽ là thiết kế có khóa kéo này, ngực áo có một cái túi vuông nhỏ, và bên trên miệng túi thêu logo của thương hiệu Golden Bear. Mã sản phẩm là A387, chiều dài là 63, ngang là 47 và vai là 44. Em này thì cũng là size S. Với sản phẩm này thì các
Bắc xung quanh khoảng từ 55 đến 60 kg là có thể mà vừa. Hoặc là quý chị chúng ta có thể là tham khảo thêm cái thông số mà nhà sành Đồ Si đã cung cấp này. Các bác có thể là chúng ta đo đạc lại các cái sản phẩm áo cũ của mình. Do đó các bác chúng ta ướm lên cái phần thông số này thì quý chị sẽ lựa ra được những cái sản phẩm nó rất là vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Chiếc này của mình thì sẽ có mã là A387, độ mới rất là cao. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một thiết kế áo chính hãng của thương hiệu Kepa. Đây sẽ là Kepa USA này. Đó, và mã sản phẩm là A388, chiều dài là 65, ngang là 54 và vai là 46. Chiếc này size M, quý chị chúng ta từ khoảng 60 đến 65kg có thể lựa chọn cho mình hôm nay. Một con áo họa tiết kẻ ngang, đây là một con áo thiết kế quá là cơ bản rồi, ai cũng có thể sử dụng được, và em này mặc còn cực kỳ trẻ luôn. Nên là quý chị nào chúng ta yêu thích cái tông màu vàng, thích những cái sản phẩm màu sắc tươi sáng nổi bật thì có thể là lựa cho em này. Độ mới của chiếc này thì còn rất là cao, mã A388. Đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, em này thì sẽ là một sản phẩm áo chính hãng của nhà Crocodile. Quý chị nào mà chúng ta chơi đồ hiệu là chắc hẳn biết đến thương hiệu này luôn. Đây là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Trung Quốc này. Và mã sản phẩm của mình là A389, chiều dài là 63, ngang là 56 và vai là 51. Size của chiếc này thì sẽ là size MO. Quý chị chúng ta khoảng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Và các bác cứ yên tâm, cái tông màu hồng này nó là cái tông màu không kén người dùng một chút nào, mà ngược lại cái tông màu này nó còn cực kỳ tôn da của quý chị luôn, mặc rất là đẹp, vừa trẻ trung này mà vừa nhã nhặn lịch sự. Các bác cứ mặc thử chiếc này lên sẽ thấy nó rất là sang trọng luôn. Và mã sản phẩm của mình là A389, chất liệu của sản phẩm là chất vải cốt tông dày dặn và cái độ thấm hút mồ hôi của em nó cũng rất là tốt này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì nó sẽ là một con áo form dáng thể thao. Chiếc này là một sản phẩm áo chính hãng của nhà Yonex, một cái thương hiệu thời trang thể thao mà chắc hẳn là các bác nào mà chúng ta chơi bộ môn cầu lông là sẽ biết đến cái thương hiệu này. Đó, và cái phối màu của em này cũng rất là đẹp luôn, đỏ đen phối với trắng này. Mã sản phẩm là A390, chiều dài là 62 và sau là 66, ngang là 40 và vai là 40. Em này form hơi nhỏ một chút, nó sẽ là size S thôi. Các bác khoảng là 50-55kg thì có thể là mặc vừa. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo thể thao tông màu xanh tham. Sản phẩm này của mình là một thiết kế áo chính hãng của nhà Mizuno. Ở trước ngực áo đây thì sẽ là cái tên và logo của thương hiệu được thêu ở bên trên. Độ mới của chiếc này thì rất là cao, mã A391, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 40. Em này thì cũng là size S dành cho các bác chúng ta có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể mặc vừa. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu nâu nhạt. Chiếc này của mình thì sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Lion Scott. Mã sản phẩm là A392, chiều dài là 60, ngang là 52 và vai là 48. Chiếc này của mình cũng là size SO này. Quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn cho mình hôm nay. Cái chất liệu của em này thì nó sẽ là cái chất vải mềm mịn mỏng nhẹ thôi, cái độ dày dặn nó vừa phải, đó nó không phải là một con áo quá dày đâu. Các bác chúng ta cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn này. Quý chị chúng ta yêu thích những dòng áo chất vải dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh thì mình có thể là tham khảo với sản phẩm khác. Bác nào thích mặc nhẹ nhàng những cái con áo thấm hút mồ hôi tốt và mặc lên nó mát mẻ thoải mái thì có thể là chốt đơn hôm nay. Đó, và mã sản phẩm của chiếc này là A392. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo chất cốt tông. Sản phẩm này sẽ là tông màu xanh than. Và như đã giới thiệu với quý chị thì những cái tông màu trung tính như này thì cực kỳ dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Mã sản phẩm sẽ là A393, chiều dài là 73, ngang là 45 và vai là 44. Em này thì sẽ là size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Và về mặt form dáng thì sản phẩm này mặc lên khá là gọn gàng. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Chiếc này thì nó sẽ là một con áo tông màu cam. Sản phẩm của mình là A394, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 53 và vai là 50. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg, các bác có thể mặc vừa em này. Chiếc này thì sẽ là thiết kế cái form oversize, form dáng cực kỳ rộng rãi thoải mái. Bác nào vào bụng hơi lớn một chút vẫn có thể là bon chen được chiếc này. Độ mới của sản phẩm rất là cao và đây là một con áo chất vải cực kỳ dày dặn luôn. Quý chị coi trên live thôi đã thấy cái form dáng nó lên khá là chuẩn rồi. Mã sản phẩm là A394. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo chất thể thao. Em này là một con áo tông màu xanh lá này. Bác nào mà chúng ta thích những cái màu sắc nó tươi sáng nổi bật một chút thì cũng có thể là chốt đơn cho mình hôm nay. Độ mới rất là cao và cái chất liệu của chiếc này nó là cái chất vải không nhăn. Với sản phẩm này các bác cứ yên tâm giặt giũ bằng máy giặt thoải mái cho mình luôn, không bao giờ lo chất liệu bị bài bị nhão này. Mã sản phẩm sẽ là A395, chiều dài là 73, ngang là 54 và vai là 48. Chiếc này thì sẽ là khoảng size L này, quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn cho mình chiếc này.
Đó, các bác có thể coi qua một chút mặt trước mặt sau của sản phẩm. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã sản phẩm là A395. Và tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo polo họa tiết kẻ ngang. Em này có một cái logo rất là chất lượng được thêu ở trước ngực áo này. Mã sản phẩm là A396, chiều dài là 72, ngang là 48 và vai là 43. Chiếc này của mình thì sẽ là size L. Quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg có thể chốt đơn cho mình em này. Yên tâm, đây cũng là một con áo rất là dễ mặc, dễ dùng. Đặc biệt các bác mặc em này mặc đi làm hàng ngày sẽ rất là đẹp luôn. Chất vải cốt tông rất là dày dặn. Tiếp theo này chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu hồng. Và cái sản phẩm này của mình thì nó sẽ là một con áo big size. Nó sẽ có những cái sản phẩm áo size lớn một chút để cho các bác nào chúng ta đang tìm kiếm các cái sản phẩm áo big size có thể lựa chọn. Chiếc này của mình thì sẽ có mã là A397, chiều dài là 75 và sau là 78, ngang là 61 và vai là 54. Size của chiếc này là size 2XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg vẫn có thể là bon chen thoải mái chiếc này. Độ mới rất là cao và chất vải thì cực kỳ dày dặn luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con áo size khá là lớn này. Mã sản phẩm là A398, chiều dài là 72 và sau là 78, ngang là 61 và vai là 55. Em này cũng là size 2XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg thì có thể lựa chọn. Yên tâm là hàng cực kỳ đẹp luôn. Bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm big size thì nhanh tay chốt đơn cho mình em này. Mã sản phẩm là A398. Và mình sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo tông màu nâu nhạt và có một cái đường kẻ ngang màu đỏ ở trước ngực áo này. Mã sản phẩm là A399, chiều dài là 87, ngang là 59 và vai là 60, cũng là size 2XL luôn. Bác nào chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg là chốt đơn em này, mặc rất là đẹp. Mà đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Em này thì cực kỳ trẻ trung luôn và đặc biệt là độ mới rất là cao. Nên là bác nào chúng ta vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy. Mã sản phẩm của mình là A399. Đây là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.